Thưa quý vị, mới đây đoạn clip về anh Hoàng Văn Thới, người dân ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến trường mầm non mà con anh từng theo học để tặng các em học sinh những món quà động viên sau bão khiến nhiều người không khỏi xúc động. Anh Thới là người duy nhất sống sót trong gia đình 6 thành viên sau thảm họa Làng Nủ. Mẹ già, vợ và ba đứa con của anh đã ra đi mãi mãi. Cũng chính vì vậy mà khi đến trao quà cho các em học sinh mầm non, anh đã nghẹn ngào gửi lời dặn dò tới các em nhỏ: "Học thay con chú nghe chưa?" Lời nhắn nhủ này khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Cô Hoàng Thị Nự, phụ trách điểm trường mầm non Làng Nủ xác nhận, ngày 3 tháng 10, anh Hoàng Văn Thới là phụ huynh của cháu bé trước đây học ở điểm trường. Bé đã mất trong vụ sạt lở Làng Nủ vừa qua. Anh Thới đã tặng tiền mặt cho 32 cháu ở điểm trường, mỗi cháu 1 triệu đồng. Chia sẻ về câu chuyện này, anh Hoàng Văn Thới cho biết anh đã mất mát rất nhiều. Thấy thương các cháu, trước đây con anh cũng theo học ở điểm trường này, nên anh giúp mỗi cháu 1 triệu đồng. Anh mong các cháu tiếp nối việc học dang dở của các con anh. Được biết, sáng 4 tháng 10, anh Hoàng Văn Thới cũng đến trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phúc Khánh, nơi con lớn của anh trước đây học ở lớp 2C, ngỏ ý muốn tặng 13 em học sinh, mỗi em 1 triệu đồng. Tuy nhiên, thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 xã Phúc Khánh cho biết: "Rất cảm ơn tấm lòng của anh Hoàng Văn Thới, nhưng thấy anh Thới còn rất khó khăn, vụ sạt lở vừa qua anh đã mất mát quá lớn, nên nhà trường xin phép chưa nhận tấm lòng của anh Thới." Thưa quý vị, từng xuất hiện trong bản tin đặc biệt của chúng tôi về thảm họa Làng Nủ được phát sóng vào ngày 12 tháng 9. Anh Thới đã bật khóc nức nở khi mất đi 5 người thân trong gia đình, đó là mẹ của anh, vợ của anh và ba đứa con nhỏ. Là người duy nhất may mắn sống sót, anh không khỏi suy sụp trước tình cảnh mà mình phải đối mặt. Tối 9 tháng 9, anh Thới đưa mẹ, vợ và các con sang chỗ em dâu trú tạm do phát hiện dấu hiệu sạt lở phía sau nhà. Tưởng đó là nơi an toàn, nhưng sau tiếng nổ lớn, nước và đất đá ào ào đổ xuống nhà của em dâu bị vùi lấp hoàn toàn. 6 người thì mất 5 người, mẹ, đẻ và một vợ, ba đứa con. Bây giờ là một mình, nhà thì vẫn còn. Thì nó là đi lánh nạn, tức là ở cái chỗ vùng nguy hiểm để tránh sạt lở ấy. Nhưng mà lại đi cái chỗ đấy thì đi ở với đứa em cô thì nó lại cái chỗ đấy để ở ngay cái... trung tâm cái chỗ vùi lấp. Đối với chính quyền địa phương thì thường xuyên đó là tiếp cận đối với ông Thới để trao đổi rồi thì động viên để ông Thới để giữ lại được cái bình tĩnh để không để tức là ông lại quá sa sút về cái sức khỏe, chăm lo tức là cái chỗ ăn chỗ ở và cái chỗ tạm cư cho ông. Nhưng mà ông thì còn một mình thì bây giờ ông bỏ tôi, ông không lên nữa. Cái nhà cũ của ông thì bây giờ vẫn còn ở tạm được. Thiên tai thảm họa đã khiến anh Hoàng Văn Thới mất 5 người thân trong gia đình. Sau khi nhận thi thể của 4 người thân, anh đã cố nén nước mắt, lội giữa bùn khắp nơi tìm kiếm con trai út Hoàng Đức Long. Sau 12 ngày, thi thể của bé mới được tìm thấy. Người đàn ông sống sót duy nhất trong gia đình đã kiên cường, chịu đựng nỗi đau lớn để chia sẻ tình yêu thương của mình tới các em học sinh, các bạn của con mình. Anh Hoàng Văn Thới cũng chính là người đàn ông xuất hiện trong nhiều đoạn video, hình ảnh được chia sẻ về câu chuyện người dân bị dị chia tay các chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Làng Nủ để hành quân trở về đơn vị. Trong giây phút chia tay bộ đội, anh Thới bắt tay, ôm chầm lấy từng chiến sĩ rồi bật khóc nức nở. Hình ảnh này đã được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, làm lay động trái tim của hàng triệu người. Anh Thới chia sẻ rằng anh bật khóc vì thương các chiến sĩ đã không quản ngại vất vả tìm kiếm các nạn nhân ở Làng Nủ. 2 tuần liền, các chiến sĩ đã cùng ăn, cùng ở, chia sẻ động viên tâm tình với bà con. Không chỉ có anh Thới biết tin các chiến sĩ rời làng, những người dân vừa trải qua đau thương mất mát cũng đứng ở hai bên đường để chia tay từng chiến sĩ. Buổi chia tay không hoa, không tiếng vỗ tay, ai nấy cũng đều nghẹn ngào. Dọc con đường làng, những ánh mắt đỏ hoe, những cái nắm tay thật chặt của người dân và bộ đội như lời động viên, vững vàng trên con đường phía trước. Nhiều người dân mang theo gói xôi, túi bánh trao tận tay tới các chiến sĩ. Với họ, những gì các anh đã giúp đỡ sẽ là ký ức khó phai mờ về tình quân dân sâu đậm. Chia tay với các lực lượng bộ đội với lại các chiến sĩ công an ấy thì cũng rất là xúc động. Với lý do thì trong cái thời gian mà thực hiện cái nhiệm vụ thì 14 ngày đối với nhà nước giao, thì cái lúc chia tay thì cái đấy thì giữa người đi và người ở lại ấy thì nó cũng rất là xúc động.
Thì cái thứ nhất là dân bộ đội về ăn ở với dân đấy thì rất là hòa quyện với nhau đấy, thì thể hiện đúng cái bản chất của đội Cụ Hồ, đi dân nhớ thì ở dân thương. Thì việc mà dân với đối với bộ đội ấy thì thiếu thốn cái gì thì bà con tại thôn thì cũng tạo điều kiện cho, ví dụ như là không có nước, đủ nước sinh hoạt thì gia đình nó đã đi khắc phục cái nước nôi, đi làm về thì không có chỗ để mà phơi quần áo các thứ thì gia đình ấy cũng đi lấy cây sào về để cho các chú bộ đội tức là phơi bóng quần áo, với lại ủng thao ở Dạ đấy. vâng. Thì trong cái mệt thực hiện cái nhiệm vụ thì thể hiện hết cái tinh thần trách nhiệm của mình, cái kinh nghiệm vốn có để hết khả năng của mình, tức là tìm kiếm những nạn nhân mà còn chưa tìm thấy được đấy. Thì trong cái khoảnh khắc đó thì đối với tôi thì rất là xúc động, những cái tình cảm, những cái công việc làm của các chiến sĩ bộ đội, của lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào đất liền của nước ta. Bão và hoàn lưu sau bão đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Sạt lở xảy ra ở Làng Nủ là một thảm họa thiên nhiên được nhận định là khốc liệt chưa từng có. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, khoảng 1,6 triệu khối gồm bùn, đất đá lớn từ núi Con Voi đã quét qua thôn Làng Nủ, cuốn phăng và nhấn chìm 37 ngôi nhà, trở thành thảm họa lớn nhất để lại hậu quả đau lòng nhất lịch sử do lũ bùn đá gây ra. Đây là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu. Lũ bùn đá đã khiến 52 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 15 người bị thương. Những mất mát đau thương không thể kể hết, còn những người may mắn sống sót, họ vẫn đang tìm cách để khắc phục những hậu quả sau thảm họa. Khắc phục cái hậu quả thì trước hết thì bây giờ là về ruộng lúa các thứ thì vừa rồi cũng lực lượng chức năng bộ đội với lại lực lượng vũ trang thì cũng cùng với thôn bản cùng với dân quân thì cũng đã dọn dẹp những cái rác rưởi, nhưng mà đây thì sau trận hôm cách đây được 2-3 ngày nó lại tiếp tục, tức là vùi lấp về cái thứ nhất về cái ruộng lúa lại vùi lấp thêm. Cái thứ hai thì về cái khu bên trong thì bây giờ thì khắc phục cái chỗ ruộng ở cái khu vừa lấp đầy ấy thì chỗ đấy thì tôi cũng khắc phục được. Thế còn cái phần ngoài thì nó hư hỏng nhẹ thì chúng tôi cũng bây giờ cũng đang là cùng nhau khắc phục tiếp. Đấy, mặc dù đã khắc phục rồi cùng với lực lượng khắc phục nhưng mà lại tiếp tục lấp thì bây giờ còn hơn cái thời điểm ban đầu kia. Đấy, thì hiện nay chúng tôi cũng vẫn đang là chờ để hết những cái thời gian mưa. Không thì chúng tôi khắc phục về cái ruộng lúa, để còn khắc phục về cái hậu quả mà sau, tức là cái cơn bão thì bây giờ về con người chưa tìm thấy, và thứ hai thì về cái nhà cửa của cái những các hộ gia đình mà đã mất hết thì bây giờ là nhà nước cũng đang là cùng với Sun Group làm cái khu nhà tạm cho, tức là 25 hộ dân đăng ký ra ở đấy, còn lại những cái hộ mà không đăng ký thì ở với nhà anh em với lại nhà bố mẹ chờ, tức là đến 31 tháng 12 thì được giao nhà chuyển lên đấy ở. Đây này về cái khắc phục trước hết là như vậy. Về phương án lâu dài, tỉnh Lào Cai đang triển khai xây dựng khu tái định cư Làng Nủ tại khu đồi Sim, cách Làng Nủ khoảng 2 km. Khu đất này có địa hình cao rộng rãi, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước.